con đường này cũng có rất nhiều ngôi nhà xưa xưa, giữa đây 124 nơi Trăng Long nè, khu nhà rất là xưa cổ nè, bây giờ như là bỏ quan nè. Và phía bên cánh trái chúng ta đó là cái đường đi vô nhà thờ Bình Hòa. Nhà thờ Bình Hòa phía sau này ở ngoài đường thì chúng ta nhìn không rõ cho lắm. Ồ, đây có chợ, chợ khám phá thử đồ ăn. Chợ có lẽ chợ này là chợ cây đẹp. Chợ này thì em cũng chưa đi bao giờ, nhưng mà hôm nay nhờ comment của cô chú anh chị chúng ta lại có dịp khám phá ngôi chợ này. Đó là chùa Hòa Khánh, một ngôi chùa rất lớn ở Bình Thạnh này. Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và các bạn cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. Và thể theo yêu cầu của cô chú anh chị thì hôm nay chúng ta tiếp tục đi về một con đường nữa, đó là con đường Nguyễn Khuyến. Và con đường Nguyễn Khuyến này thuộc quận Bình Thạnh, và chúng ta đang có mặt ở đây là đường Phan Đăng Lưu, và cũng là con đường Chi Lăng ngày xưa. Và bên cánh trái của chúng ta đó là ngôi chợ, chợ Bà Chiểu, ngôi chợ rất là nổi tiếng ở khu vực Bình Thạnh này, và nơi đây cũng giáp với quận nhất luôn, giáp với khu Đa Cao. Đây đó là cổng chính của mặt tiền chợ Bà Chiểu nè. Chợ Bà Chiểu cũng là một trong ngôi chợ rất là đông, rất là lớn ở Sài Gòn, rất là lâu đời luôn. Đây mà thấy có một cái dãy nhà mới xây dựng sau này nè, dãy nhà đồng kiến trúc nè. Và để đi đến con đường Nguyễn Khuyến thì chúng ta sẽ đi theo con đường Nơ Trăng Long, cũng là con đường Nguyễn Văn Học ngày xưa đó. Rồi chúng ta sẽ chạy một đoạn đi qua các bệnh viện Gia Định, rồi bệnh viện Ung Bú, rồi đi đến hồ bơi Đại Đồng, rồi qua nhà thờ Bình Hòa, tới chùa Hòa Khánh. Rồi chúng ta sẽ quẹo phải ha, quẹo phải con đường Phan Quang Trị, rồi bên cánh trái có con đường Nguyễn Khuyến. Thì con đường Nguyễn Khuyến cũng là một trong những con đường rất là nhỏ thôi, kéo dài từ Phan Văn Trị cho đến cái hẻm hẻm chợ Cây Điệp đó. Hẻm đó có chùa Đại Hành, hình như là hẻm 287 Chu Văn An. Chúng ta sẽ đi ra đường Phan Chu Trinh được đó. Nói chung là con đường này cũng nhỏ thôi, cũng rất là ngắn. Bên cánh phải chúng ta đó là ngôi trường rất là xưa nè, trường Nguyễn Đình Chiểu. Có lẽ ngày xưa chắc không phải là tên Nguyễn Đình Chiểu à. Trường này xây hồi thời Pháp, đệ nhất cộng hòa nè. Kiến trúc rất là đặc biệt. Nếu mà cô chú anh chị đã từng ở khu vực này và ngày xưa chúng ta có đi học ở đây, thì ngày hôm nay mình có dịp nhìn lại ha, hoặc là có một thời gian đưa rước con em chúng ta đi học ở đây, và ngày hôm nay chúng ta không có ở Sài Gòn thì mình cũng có cái để nhìn lại. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu nha, bắt đầu từ đây đi đến con đường Nguyễn Khuyến và nhìn ngắm một số hình ảnh về Sài Gòn trong những ngày cuối năm như thế này. Ở đây có cái chú bán đồ chơi con nít nè, chú kéo đi vòng vòng những cái xe đẩy hồi nhỏ. Những cái xe này thì đâu có được chơi, bởi vì nói chung là ở thời đó cũng khó khăn, chỉ là chơi những đồ chơi chế thôi. Còn bây giờ thì nó cũng rất là rẻ rồi. Đó, bên cánh trái chúng ta đó là Lăng Ông Bà Chiểu nè. Trên đường đi đến con đường đó thì mình cũng nhìn ngó rồi thưởng lãm một số hình ảnh ở những địa danh
dọc theo con đường này. Làng Hồng Bà Xỉu ngày hôm nay thì vào những dịp lễ Tết thì rất là đông. Còn bên đây là đường Đinh Tiên Hoàng nè, đi thẳng về quận nhất. Ở đây có trường Đại học Mỹ Thuật, nhưng mà ngày nay trường đại học thì không còn nữa. Kia bên này có cái cổng thành Gia Định nè, vẫn như ngày xưa ha. Chỉ có người xưa thay đổi thôi. Và ông ta đi tới một tí nữa thì có bệnh viện Nguyễn Văn Học ngày xưa đó, và bây giờ là bệnh viện Gia Định. Tới đây thì mình sẽ quẹo phải theo con đường Nơ Trang Long. Hai cái 10 nghìn, 2 cái bọc chiếc đóng xe máy. Cái miếng nhựa cao su đó bọc cái chân trống lại, chân trống xe máy, 5.000 miếng đó. Và đây là con đường Nơ Trang Long, cũng là con đường Nguyễn Văn Học ngày nay. Đi thẳng con đường này chúng ta sẽ đi đến cầu Băng Ký, rồi đi qua cầu Bình Lợi luôn đó ha. Cầu Bình Lợi ngày xưa đó. Con đường này có hai cái bệnh viện nằm ở đối diện nhau nè. Bên đây thì bệnh viện Nhân Dân, đi tới tí nữa bệnh viện Gia Định. Bên đây không nằm kế nhau chứ không đối diện nhau. Bên này là công ty cung cấp nước rồi nè. Ở Sài Gòn thì có mấy công ty cung cấp nước, ví dụ như công ty cung cấp nước Nhà Bè, rồi công ty cung cấp nước Tân Định, công ty Chợ Lớn Thủ Đức. Thì mỗi công ty sẽ cung cấp một cái khu vực ở Sài Gòn để giảm cái lượng quá tải. Khi nhiều người xài quá thì không đủ nước để xài. Còn điện thì chỉ có một thôi ha. Ta tới tí nữa có rạp Đại Đồng nè. Ngày xưa khi mà em thành lập cái kênh YouTube này chỉ với mục đích lưu lại những cái hình ảnh kỷ niệm, rồi những cái nơi mình đã đi qua, rồi sau này được lan tỏa, rồi rất nhiều cô chú anh chị ủng hộ, được bà con ở xa quan tâm và tiếp nhận rất là nhiều comment. Và bây giờ cái kênh cũng trở thành giống như là một phần của cô chú anh chị, một cái sứ mệnh đưa anh chị và các bạn đi đến những điểm xưa của Sài Gòn, thăm lại những ngôi nhà xưa, những con đường xưa. Và trước mặt chúng ta đó là rạp Đại Đồng, cine máy lạnh ngày xưa nè, nhưng bây giờ thì bỏ hoang rồi. Mình đi tới một tí nữa nha. Con đường Nơ Trang Long này thì ngày xưa rất là nhỏ, nhưng bây giờ lớn lắm, với hai làn xe, mỗi bên thì có hai làn xe lớn nữa, rất là rộng. Mình kiếm đường tới, nếu mà tới giao lộ Phan Văn Trị mình sẽ quẹo phải nha. Giao lộ Phan Văn Trị quẹo phải. Đây là đường gì đây? Đây là giao lộ Lê Quang Định. Lê Quang Định. Nếu mình quẹo trái là đi về Gò Vấp, còn quẹo phải ra chợ Bà Chiểu lại. Sài Gòn bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng ngày 5/1/2020. Chúng ta đang có mặt ở đây là khu vực quận Bình Thạnh. Đây thấy có bán bánh bao nữa nè, 18.000 cái bánh bao, 20.000. Ta tiếp tục đi trên đường Nơ Trang Long nha, đi thẳng luôn nha. Khi nào tới Phan Văn Trị chúng ta mới quẹo.
chị ngày xưa ở con đường Nguyễn Khuyến thì chắc có lẽ ta cũng ít nhất đi con đường này để đi đến trung tâm Sài Gòn, hoặc là đi nhà thờ Bình Hòa, hoặc là đi chùa ở khu vực này. Và con đường này cũng có rất nhiều ngôi nhà xưa xưa, giữa đây 124 nơi Trăng Long, khu nhà rất là xưa cổ, bây giờ như là bỏ quan nè. Và phía bên cánh trái chúng ta đó là cái đường đi vô nhà thờ Bình Hòa, nhà thờ Bình Hòa phía sau này. Ở ngoài đường thì chúng ta nhìn không rõ cho lắm, không có thấy được. Thấy ở đây có nhà rất là cổ nè, có lẽ nhà hội đồng ngày xưa hay sao. Vô khu sớm nè, 126 thì hình như có người ở, 128 luôn, chung một cụm. Phải tới tí nữa nha. Sài Gòn hôm nay rất là nắng, rất là thích hợp để quay những cái cảnh như thế này để các anh chị và bạn nhìn rõ hơn về Sài Gòn. Bên đây là chùa. Chúng ta sẽ quẹo bên tay phải, đây là giao lộ Phan Văn Trị rồi nè. Con đường Phan Trị cũng là con đường nhỏ hẹp thôi. Nếu mình quẹo trái Phan Trị mình sẽ đi về Gò Vấp, còn quẹo phải thì đi qua hình như là Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh. Rồi bên cánh trái chúng ta sẽ có con đường Nguyễn Khuyến. Con đường Nguyễn Khuyến thì sẽ nhỏ hơn con đường Phan Văn Trị này nữa, do là chúng ta đi ngược nắng nên thành ra camera nhìn thấy không rõ ha. Các anh chị bạn thông cảm, camera dọn. Và chúng ta nhìn bên cánh trái có đường Nguyễn Khuyến nha. Con đường như cái hẻm ha. Đã bao lâu rồi chúng ta không về Sài Gòn và hôm nay mình sẽ có dịp nhìn lại nè. Và rất là vui khi thực hiện video clip này, tại vì comment của cô chú anh chị cũng rất là lâu rồi, nhưng mà do công việc nên thật ra em không có kịp thời thực hiện liền được, nên anh chị và các bạn thông cảm. Rồi chúng ta sẽ đi vô. Nhưng mà những cái comment của cô chú anh chị em đều note lại hết, đều lưu lại hết, không có bỏ sót cái comment nào hết. Nhưng mà có sót cô chú anh chị cũng cho em xin lại comment ha. Nhưng mà chắc là không có sót đâu. Con đường này cũng rất là nhỏ thôi. Chúng ta sẽ đi một đoạn. Do là chú anh chị không có nhắn là số nhà nên thành ra chúng ta chỉ đi để mình cùng nhìn ngó lại khu xóm ở con đường này. Và ở đây có cái nhà rất là đẹp nè, nhà số 33 Nguyễn Khuyến. Đây là cái viên quang tự. Mình nhìn thấy ở đây đường như là cái hẻm vậy ha, rất là nhỏ. Ta sẽ vào phải. Một ba đi cà phê đen, con đi phê sữa. Chỗ này có khu xóm gì nữa đây, hẻm. Con đường rất là yên tĩnh nè. Ngày nay thì đường được làm lại nè,
đang cào cái lớp nhựa cũ đi và chuẩn bị làm cái lớp nhựa mới nè. Ở đây nhà cũng rất là đẹp, nhà bự không ạ? Không biết ngày xưa cô chú anh chị ở nhà nào đây. Tiếp tục chạy thẳng là đường Nguyễn Khuyến tiếp nè. Đường này rất là mát. Kết thúc con đường là chúng ta ở một cái hẻm, con hẻm Ngô Đức Kế, hẻm 107 Ngô Đức Kế. Mình sẽ quẹo trái đi, trái đi ra cái chợ. Các bạn biết ngày xưa có như thế này không? Và hôm nay chúng ta lại có dịp nhìn lại. Chu Văn An rồi nè, ra đây đường Chu Văn An rồi. Rồi ta sẽ quẹo trái nha, quẹo trái đi ra. Ồ đây có chợ hả? Rồi ta chạy chợ khám phá thử. Đồ ăn. Chợ có lẽ chợ này là chợ chợ cây điệp. Chợ này thì em cũng chưa đi bao giờ, nhưng mà hôm nay nhờ comment của cô chú anh chị chúng ta lại có dịp khám phá ngôi chợ này nữa. Chợ này nhìn chung là chợ quen đường thôi, không có nhà làm chợ. Cái chợ sẽ đi từ đâu đây? Dạ, một tay bán trái cây, bán cá, bán thịt. Chúng ta sẽ quẹo trái đi theo cái hẻm này, hẻm 366 Chu Văn An. Không biết hẻm này sẽ đi về đâu đây. Ồ, mà trong hẻm này cũng rất là mát nha. Ồ, quá khu này rộng quá nè. Đó là trong hẻm mà. Ồ, hẻm có bụi tre nữa. Đã quá vậy. Có cây mận nữa. Hẻm này ra đường Chu Văn An luôn. Lòng vòng Sài Gòn thì cũng có mấy nhiêu con đường đó thôi, nhưng mà lớn thì không lớn, nhưng mà nhỏ thì không nhỏ. Được, Sài Gòn rất nhiều con đường lớn nhỏ. Một số hình ảnh ở con đường Nguyễn Khuyến và vòng ở khu chợ Cây Điệp.
gửi cô chú anh chị và các bạn. Hy vọng qua video clip chúng ta cũng có cái nhìn, có một số hình ảnh để cập nhật về Sài Gòn ngày xưa cũng như một số hình ảnh về Sài Gòn ngày nay. Những video clip của Vinh Lâm TV thì hoàn toàn là thực tế, không có một cái sự câu view hay là câu like gì cả, chỉ là những tiêu đề, những địa chỉ, những con đường mang đầy kỷ niệm của cô chú anh chị. Hy vọng thông qua video clip cũng gửi được các anh chị những cái hình ảnh của Sài Gòn về ngày xưa, chút thương thương nhớ nhớ của ngày xưa. Rồi bye bye các anh chị và các bạn. Trước mặt chúng ta đó là một ngôi chùa, nhưng mà không biết chùa gì đây. Có lẽ ngôi chùa lúc nãy ở đầu đường chúng ta quẹo vô nè. Bên đây có thánh thất Bình Hòa, Bình Hòa Gia Định. Khu này ngày xưa có lẽ là khu Gia Định nè. Thánh thất Bình Hòa Gia Định rất là xưa cổ ở đây. Hôm nay chúng ta đi khám phá một nơi rất là lạ nha. Trước mặt chúng ta đó là chùa Hòa Khánh, một ngôi chùa rất lớn ở Bình Thạnh này. Rồi trước mặt chúng ta đó là đường Nơ Chân Long, cũng là đường Nguyễn Văn Học ngày xưa. Rồi bye bye các anh chị và các bạn, hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo nha. Bye bye các anh chị.